tắm tèo, nhóm em tắm tèo để trợ duyên áo áo quan để giúp chú Quân ở Chợ Gạo bị tai nạn về. Và cảm ơn quý thiền hữu Mạnh Thường Quân đã trợ duyên giúp nhóm BOL chị Bông Nguyễn đăng bài giúp hoàn cảnh của chú Quân. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hôm nay là ngày 11 Tây hả? Là ngày 13 Tây tháng 2 năm 2022. Thì nhóm tang tế sự không BOL chị Bông Nguyễn đến để giúp cho một đám tang của chú Quân ở Chợ Gạo qua đời mà không có gia đình, không có điều kiện để lo hậu sự. Nhóm BOL và em tắm tèo Đại Độc Thọ đồng để giúp cho cái đám tang này. Xin cảm ơn đến quý thiền hữu, quý Mạnh Thường Quân đã giúp cho cái đám tang này. Chú Quân về nơi an nghỉ, thì bây giờ đang chờ để đi hỏa táng. Không biết chị Bông đâu rồi Lộc? Chị Bông nha, đây chị Bông. Bịt khẩu trang vô từ cưng. Đang dịch này mà không muốn ra phải bịt khẩu trang vô. Nè, ai giữ giấy? Mạnh giữ đi con. Rồi cái số điện thoại của mấy người nào đâu? Nè, cưng vô đi chị quay cưng cho. Rồi, được rồi. Hai đứa tình linh gặp nhau ha. Chị Bông và em Thanh cùng với em Lộc vô để làm giấy tờ để giúp cho chú Quân. Người nhà đến để nhìn chú lần cuối. Đây là em Lộc. Ừ.
Thanh Lộc ở Đại Lộc Thọ, cơ sở mai táng Đại Lộc Thọ. Đến càng ngày hôm nay thì có chị Bông, nhóm BOL thì Bông, chị Bông, Lê Nguyễn, Phương Linh, Mỹ Tho cùng với anh Thanh. Đồng chung hôm nay thì có Đại Lộc Thọ, em gia đình, nhóm em Tám Tèo và các mạnh thường quân chung tay để giúp cho hoàn cảnh của chú Quân. Cầu nguyện chú sớm mau siêu thoát. Cảm ơn quý thiện hữu, quý mạnh thường quân rất là nhiều. Xin chúc cho tất cả luôn vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Nói chung là ngày mai mình phải ký giấy mới lên mới nè. Lên ăn cho ăn nộp cho người ta vô sổ.
nào có gia đình theo nha. Đang đa nha. Đám tang của chú Quân nó chạy gạo à, đây là áo quan, áo quan này là bên nhóm của Tám Tèo Trệ Duyên à, đồng hành cùng với nhóm BOL để giúp chú Quân về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Đồng hành thì có nhóm Đại Độc Thọ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều.